Đây nè, thí nhỏ chuẩn bị cho nếp thái nè các bạn. Cái này là nếp thái ha. Thì thí nhỏ chuẩn bị cho nửa ký lô nếp á, 500 g. Ai, xin chào cả nhà đã đến với kênh ẩm thực Gò Công quê tôi. Rồi hôm nay thí nhỏ tiếp tục chia sẻ với cả nhà, muốn ăn chơi như cả nhà. Thì hôm nay thí nhỏ nấu xôi, xôi đậu xanh nấu bằng nồi cơm điện. Thì làm như thế nào mời cả nhà cùng làm như thế nhỏ nha. Ở đây thí nhỏ chuẩn bị cho nếp thái nè các bạn. Cái này là nếp thái ha. Thì thí nhỏ chuẩn bị cho nửa ký lô nếp á, 500 g. Thì Đây, 500 g. 500 g nếp này thì làm bao nhiêu nước cốt dừa thì các bạn cùng làm như thế nhỏ ha. Thì bây giờ thí nhỏ chia sẻ tiếp tục ha. Nước cốt dừa thì thí nhỏ chuẩn bị cho 250 g ha. 250 g nước cốt dừa thì nó tương đối là với bao nhiêu ml, thì để thí nhỏ sẽ lường cho các bạn xem ha. Thì 250 g nó cũng tương đương với 250 ml đấy các bạn. Thì nước cốt dừa dùng cho nửa cái nếp là 250 g, thì nó tương đương với 250 ml nước. Thì cái lượng nước cốt dừa thì vậy, thì cái lượng nước lọc thì nó cũng bằng vô đây nha các bạn. Đây nè các bạn, đây là cái lượng nước cốt dừa và cái lượng nước lọc ha. Đó, thì mình chuẩn bị cho cái này là 250 ml nước cốt dừa và 250 ml nước lọc. Thì hai cái này là nó bằng nhau, hai cái đó tương đối là với bằng nửa cái nếp đó các bạn. Thì nửa cái nếp thì mình nấu với cái số lượng nước này là như đây nè. Đó các bạn ha. Đây là đậu xanh nha các bạn. Đậu xanh thì mình xài đậu xanh cà nè, đậu xanh còn vỏ đó các bạn. Là 100 g đậu xanh ha. Đó, 100 g đậu xanh và nước dừa, nước lọc mình để đây đi, nếp nè. Đó là 100 g đậu xanh này nha các bạn. Bây giờ thì mình đi ngâm. Đậu xanh mình ngâm trong vòng 20 phút ha. Thì mình cũng ngâm nếp luôn. Đó các bạn. Giờ mình ngâm nếp ha. Nếp này, nếp nếp thái này các bạn, thái ngon lắm. Mình làm nếp thái thì nó dẻo, nó ngon, cũng dễ nấu luôn các bạn ơi. Giờ nấu bằng nồi cơm điện á thì các bạn nấu như nấu cơm vậy thôi à. Cái lượng nước thì các bạn canh cho nó đúng là ok ha. À, mình cũng ngâm trong vòng 20 phút ha. Đậu xanh mình cũng ngâm luôn ha. Cái hột đậu nào nó bị sâu á thì mình bỏ ra, nhưng mà đậu này mình thấy nó không có sâu bạn ơi. Mình mua đậu xanh ngon không có sâu đâu, cái hột nó nhỏ nhỏ chứ nó nở gì lắm. Rồi mình ngâm cho 20 phút đi ha, 20 phút 30 phút cũng được không sao đó các bạn. Rồi mình ngâm đây đi, rồi chừng nào nó nở đi rồi mình sẽ rửa sạch sẽ rồi mình chia sẻ tiếp ha. Đường cát thì mình chuẩn bị cho 80 g ha các bạn. Thì các bạn ăn ngọt thì các bạn để thêm. Còn ở đây mình chuẩn bị 80 g là mình thấy đủ rồi á, vừa ăn. Thì muối thì một muỗng cà phê lưng ha, hơn nửa muỗng muối. Đó. Múc cho nó khô nữa các bạn. Để cho nó ráo nước ha. Cho nó ráo thiệt là ráo nước đi. Để cho nó không có cái với cái lượng nước cốt dừa với cái lượng nước lọc đó, cho nó vừa đủ đó, chứ để thôi đó, thì nó sẽ bị nhão đó các bạn. Ra cái gạo này mình phải rút cho nó khô. Rồi đây là đậu xanh nữa nè, đậu xanh này mình cũng rút cho nó khô đi, cho nó ráo nước thì là ráo này. Rồi hai cái này mình mới trộn lại. Gạo nó cũng khô ráo rồi nè các bạn. Bây giờ mình cho gạo với đậu xanh mình trộn đều vô ha. À, mình trộn gạo đậu xanh đều ha các bạn ha. Cái nồi cơm điện mình cũng chuẩn bị lá dứa nè các bạn.
Cái dưới này nó cũng hơi nhiều ha. Để lát mình ép cái xuống này cho nước dừa nó ngập. Rồi mình đổ cái gạo này vô ha. Đổ nếp này mình ngâm nè. Mình cho nó vô hết với đậu xanh nè. Để cho nó ráo nước rồi mình cho nó vô, vô nồi. Tại vì cái lớp nếp này với cái lớp nước cốt dừa với ấy là nó phải cho nó dừa mí mí ngập ấy mà, cái nó nổi luôn quá, cái lớp trên nó không có đủ nước mình sợ nó không chích. Bây giờ mình cho cái nước cốt dừa vô luôn á bạn. Đó. Mình cho vô từ từ đi. Đó. Rồi xong mình cho nước vô, mình cho nó hòa quyện với nhau quá đều ha. Đây nước nè, nước lọc nãy mình cũng lường sẵn cho bạn thấy rồi ha. Rồi, mình cho hết cái cốt dừa này vô luôn ha. Để mình lấy cái muỗng mình ém nó xuống. Mình lấy cái muỗng mình ém nó xuống ha các bạn. Cái nước dừa nó cũng vừa mí mí nè. Nước dừa là với cái nước nước lọc này đó, nó cũng vừa mí nha các bạn. Mình ém xuống cho nó ngập nè. Cũng không sao đâu. Bây giờ nó cũng đủ cái liều lượng nước đó, nó có nổi lên chút xíu cũng chín các bạn, cái hơi đó, nó cũng vẫn chín. Chứ mình hấp cái chỗ sôi đó mình cũng đâu có đụng nước thì nó cũng chín nha. Nó đủ với cái liều lượng đó là được rồi. Nhiều quá thì nó sẽ bị nhão. Tại lớp dưới mình có cái lớp dưới mình có lớp lá dứa các bạn. Cho nên nó hơi nổi này lên chút xíu ha. Đó. Giờ mình ém nó xuống vậy nè. Rồi giờ mình cho nó vô cái nồi mình nấu ha. Rồi. Đây là cái nồi mà mình chưa có bắt đó các bạn. Giờ mình bắt ốp lên thì nó nổi xuống. Ốp này là tắt ha. Bắt 50 phút rồi vậy đi, rồi nói chừng nó nhảy cho tới số 30 là nó được 20 phút thì mình chia sẻ tiếp với các bạn ha. Cũng mời các bạn xem cho hết video để mình làm cho được đây thành công. Giờ mình dở cái nồi cơm sôi ra cho các bạn xem ha. Sôi nó sớt dẻo ngon quá, sắp sợp mà các bạn ngon ghê không. Giờ mình xới nó lên ha. Xới nó lên mình cho nó lên chút xíu muối. Con bữa nay mình chuẩn bị nè các bạn. Cho xíu muối vô cho nó đều. Mình trộn ra nè. Quá chừng ngon luôn ha. Đó. Mình cho trộn cho nó đều muối lên cho nó hòa quyện vô với cái xôi của mình đó. Vừa ăn thôi chứ không để nhiều. Là nó mặn quá. Đường mình cũng cho vô luôn đó các bạn. Mình rắc vô bằng đi đảo đồng trộn lên. Okay. Rồi nó thơm. Nó thơm cái mùi lá dứa, rồi nó thơm cái mùi nước cốt dừa. Nước cốt dừa nữa. Mình trộn cho nó đều lên. Rồi sau đó mình đậy nắp. Đậy nắp 20 phút nữa đi. Để cho đường nó tan nó thấm vào với xôi nha. Rồi mình cho hết đường này luôn ha. Các bạn ăn mặn ngọt thì các bạn gia giảm. Chứ theo cái lượng này thì với mình thì nó vừa rồi đó. Tại vì mình cũng đâu có mình nấu cho con mình nó ăn ha. Nên mình canh nó cũng tỏ rất là vừa với cái khẩu vị gia đình mình, nó mặn mặn ngọt ngọt, hơi mặn thôi à. Nó ngọt ngọt với cái gì béo nó sôi nha. Rất là ngon luôn. Mình đậy lại đây, mình cho thêm 20 phút nữa các bạn. Bây giờ cái nồi sôi mình cũng cho nó thêm 20 phút nữa đó các bạn. Bây giờ mình mở ra cho bạn xem ha. Ngon lắm các bạn, thấy không? Sốt mềm nó rất là ngon luôn. Mình muốn
cho các bạn xem ha. Sau mình đã hoàn thành rồi nè các bạn, múa cho các bạn xem ha. Múa cho các bạn xem ha. Nó ngon quá ngon rồi các bạn ơi. Dẻo mềm ngon lắm luôn sơn này các bạn. Béo. Sơn này các bạn ăn để 2-3 ngày cũng còn mềm ngon lắm các bạn, không có bị cứng nha. Thấy cái cách nào mà mình nấu cái là liều lượng nó như vậy nè, nó rất là ngon. Nó không có bị cứng sôi. Nó vừa đủ cái nước luôn ha, nó không có bị khô. Mà thiếu nước mà nó cũng không có bị dư nước đó các bạn. Nên cái hạt xôi nó rất là ngon. Ngon nha. Đây. Thành quả của mình đã xong rồi các bạn. Đó. Bây giờ mình ăn thử cho các bạn xem ha. Ngon. Ngon các bạn. Con hồng nếp nó béo, nó mềm, nó dẻo, nó xốp, ngon ơi là ngon rồi nha. Ngọt vừa phải, chút xíu muối cũng vừa ăn thôi ha các bạn. Ngon quá lạc đặt ăn, quên mời các bạn xôi. Sorry, mời các bạn ăn xôi với mình nha. Nhưng xôi với thứ nhỏ, ngon lắm. Thì với cách làm như thế này nè, thì các bạn cùng xem hết video để làm như thế nào ha. Thì sẽ thành công lần đầu tiên xôi đậu xanh nè, như thế này nè các bạn. Ngon quá. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Các bạn đã xem hết video, nếu thấy thích, không thích thì hãy đăng ký kênh, chia sẻ cho mọi người cùng xem, bạn bè cùng xem. Để nhận những cái video mới nhất thì các bạn bấm chuông đăng ký, để nhận những cái video mới nhất ra đầu tiên. Thì cái nào hay thì các bạn ủng hộ mình, cảm thấy hay thì ủng hộ mình để kênh cho nó phát triển tốt. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Bye bye. Hẹn gặp lại video sau.